Chào cả nhà nha. Hôm nay mình có mua cái microphone, cái microphone này nè, để phim hoặc trình hình buổi sướng cũng được nữa. Mình thấy cái này cũng hay hay, mình vừa nhận được hàng. Đây là tôi ra cho các bạn xem nha. Con học này á, có cái đòn này, cái chân đế này các bạn. Dễ hơn giờ, để mình hướng dẫn các bạn gắn nha. Ban đầu thì mình cũng nhìn vô mình nhận cái này nè, mình tháo ra mình cũng không biết gắn cái này sao nữa, cái nó là lạ là sao á, sao gắn vô ta, sao lại khác cái công hình, công hình á thì lại có thêm một cái cây cao lên nữa, mà sao mình tháo ra thì lại có nhiêu đây. Mình cũng nhờ ông xã mình rồi, thôi mình nghĩ để mình làm không được mình sẽ nhờ ông xã, mà bây giờ mình cũng đã gắn được rồi, mình nghĩ là phụ nữ mình cố gắng là sẽ làm được. Để giờ mình gắn cho các bạn xem nha. Đây là cái chân đế ha các bạn, cứ việc gắn lên đi cho nó chắc, các bạn cứ dặn gì nè, nó cũng dễ lắm chứ không khó, dặn cho cứng tay rồi ha. Mình dặn cứng tay rồi nè. Cái này để làm gì ta, cái này để dành để điện thoại các bạn, mình có thể kéo ra nè. Còn cái này hồi sớm mình cũng nghiên cứu là cái này để làm sao nhét eBay được đó, mình cũng nghĩ vậy, cái một chút xíu mình suy nghĩ. Các bạn tháo ra, phụ nữ mà đàn ông làm được, phụ nữ vẫn làm được. Ở trong đây có thêm cái cây nhỏ nữa nha các bạn, mình kéo cây nhỏ này lên, mình để cái nhỏ này nè, mình để cái cục này nè, mình để xuống dặn lại. Còn cái này thì mình gắn lên đây. Sao nữa bây giờ mình tháo cái này ra nha các bạn, mình tháo ra ha, nó có hai đầu nè, đầu bự với đầu nhỏ, các bạn bỏ cái đầu nhỏ vô trong trước nha, đầu nhỏ vô trong trước, rồi mình đẩy mạnh cái này vô cũng nhẹ lắm đó, xong các bạn kéo lên dặn lại. Thế là xong, được một cây gậy tủ sướng. À, mình xin lỗi, cái cây gậy mà là cái này có thể le kim chụp hình tủ sướng, mình có thể di chuyển nè, dặn tới luôn nha các bạn. Thế là xong. Còn các bạn thấy cao quá thì các bạn sử dụng cái nút này nè, các bạn lấy xuống đẩy xuống nó sẽ hấp xuống, mình dặn lại cho chúng. Còn muốn cao hơn thì các bạn cứ việc kéo lên. Thế là xong. Có thể là tim chụp hình rồi. Vậy là bây giờ mình có cây này để dành sống ảo rồi nha. Đơn giản không các bạn?